Hello nhé anh em, bốc lên cái AB Việt tí đi chi tiết cho anh em xem xe này, cái chất xe đẹp quá anh em ơi. Ốc tán bạc sơn áo sống rồi đẹp đều đảo quá. Đẹp luôn, chưa từng tháo mở nha anh em. Vui luôn. Cái dòng này chạy phê lắm anh em ơi. Đẹp 2010 nha. Xe này còn nguyên hình luôn á, không có lên thái, không có lên đèn lên gì hết. Vỏ thay rồi nha. Ốc đẹp quá. Quá đẹp anh em ơi, máy chắc bóc giá 28 triệu luôn nha anh em, 28 triệu bao hồ sơ cho anh em luôn, hồ sơ hồ siết vậy thì qua Tết rút nha anh em ơi, bây giờ rút không có kịp đâu. Với bên An Giang hầu như là toàn bộ bên đó không nhận nữa rồi anh em, tại nó bị quá tải anh em ha, người ta đi sang tên nhiều quá, nó không thể làm hết nổi, thành ra nó cũng ngưng nhận luôn. Tán đẹp quá. Rồi ngay gu anh em nào thì alo cho anh em. Xe này biển 4 con luôn nè, xe này một đời chủ luôn. Ngay gu thì alo nha anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem video clip nhé. Bye bye.